멀랑 돌비 모두 Hello, xin chào tất cả các bạn. Rồi hôm nay thì thông đến gửi tới tất cả các bạn và quý vị nhà đầu tư. Thì chính chủ rồi gửi mình bán một lô đất. Đó, rộng của nó là 12 mét. Rộng của nó là 12 mét từ cái cọc kia, cọc bê tông chôn đó. Đến cọc bê tông này. Ranh giới rõ ràng. Đó, một hàng cọc bê tông đó các bạn. Rộng 12 mét, dài 36 mét. Trong là có 100 mét thổ cư. Một nơi coi như là khu dân cư. Đây là nó thuộc về đất thị trấn Yên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nha các bạn nha. Một lô đất trong một khu dân cư sống đông đúc. Các bạn nhìn thấy là tất cả các bạn nhìn thấy là có nhà ở xây dựng, rồi khu dân cư ở rất đông. Đường thông các hướng. Đường thì hiện tại đường là đang là đường cấp phối. Hiện tại là đường đang đường cấp phối mét, tường dựa vào khoảng 100 mét. Đường thông các hướng nha các bạn nha. Có thể mình đi cái đây là cái ranh ngang, còn cái ranh dọc là mình quay cho tất cả các bạn coi nha. Đó, cái ranh dọc. Ranh dọc là ranh của nó là hết từ đã cắm sẵn trụ bê tông rồi. Nói chung là một lô đất này hay là đầu tư sinh lợi nhuận thì cũng rất ok nha tất cả các bạn. Tại vì đây là khu dân cư sống đông đúc. Một lô đất tiềm năng. Đó, đường thông các hướng nha các bạn. Nói chung là mua đất này mình phải chọn những cái lô đất mà đường thông các hướng. Thì hiện tại bây giờ chủ đang gửi mình bán là 300 một mét. 300 một mét. 300 một mét có thương lượng nha các bạn nha. 300 một mét có thương lượng thì chính chủ gửi. Cái này mà cách các trung tâm tiện ích nhá, thì ra chợ Đức Trọng là 1,5 km. Tức là chúng ta đứng đây là chúng ta nhìn thấy tất cả các khu vực thị trấn Yên Nghĩa. Lô đất này nó nằm trong thị trấn Yên Nghĩa mà. Đứng đây là chúng ta nhìn hết. Đó, một khu là thị trấn Yên Nghĩa này. Qua cầu Cao Thái. Này là đất ở bên sông nha các bạn. Này là đất bên sông. Là một lô đất tiềm năng. Nói chung là đường trường trạm mọi cái là đầy đủ. Mét nhân 36. Nói chung là mọi tiện ích chung quanh. Bán kính tiện ích chung quanh nó khoảng 1 km thôi. 1,5 km. Thì các bạn muốn mua cho mình một lô đất đẹp thì hãy nhanh tay rồi nhấc máy lên và gọi điện cho mình là số 0918 560032
thì mình sẽ dẫn các bạn đi coi đất, nói chung là sổ sách rõ ràng đầy đủ, trong đất là có 100 mét đất thổ cư rồi, sổ sách rõ ràng công chứng trong ngày nha các bạn. Rồi thì hôm nay thì mình quay đến đây thôi, thì xin phép kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.